Mitsubishi đời 2021 thì màn hình quá là nghèo nàn, công nghệ không sử dụng được những cái tính năng bản đồ có cảnh báo tốc độ và chỉ nghe nhạc được bằng USB thôi. Bác chủ có qua bên em để nâng cấp cái bộ màn hình Android và có kèm cam 360 luôn các bác nhé. Và đây là sau khi bên em lắp đặt hoàn thiện này với một cái bộ dưỡng zin nguyên bản của xe này. Và kích thước màn hình sẽ to hơn, màn 9 inch. Đây là giao diện chính của màn này. Có một cái này rất là hiện đại này, các bác có thấy không? Mình sẽ quan sát được toàn cảnh cái xe của mình ở đây. Và khi các bác xi nhan bên nào ấy thì nó sẽ hiển thị cái lốp bên ấy để cho mình quan sát. Ví dụ các bác, đặc biệt là cái ghế bên phụ này đúng không? Khi mà các bác đỗ xe, đặc biệt là vào lên vỉa hè này, thì các bác có thể quan sát được đây. Em đánh vô lăng này. Đấy, mình có thể quan sát được luôn là phía trước đang có người đi này, có cái lốp này nó có ăn vào gạch hay không này. Rất là tiện, đặc biệt là cái này có lợi cho các bác nào mà mới có bằng lái xe hoặc là mới vừa biết lái xe mà chưa biết khi mà trả vô lăng như này là vô lăng đã thẳng hay chưa, đúng không ạ? Đây, nếu mà bình thường đỗ xe như này rất là hại lốp. Nếu mà để như này, đây, như này là vô lăng đã thẳng đúng không? Nhưng mà thực tế thì lốp bên này nó đang chéo này, thì mình sẽ trả như này. Có cái cam 360 rất là tiện, và phía đằng trước này các bác có thể quan sát khi mà mình cần đỗ xe sát ở xe phía đằng trước, mình có thể quan sát được như này luôn. Đặc biệt là đằng sau này, khi các bác lùi xe này sẽ nhìn được cái phía đằng sau và nó sẽ có cái thước để các bác căn chỉnh này rất là sắc nét. Và các bác quan sát được, bây giờ có rất nhiều cái vụ mà cha mẹ lùi xe vào vô tình cán qua người con đúng không các bác? Rất là nguy hiểm. Các bác có cái cam 360 như này thì các bác quan sát thì không lo về những cái tình huống mà không may xảy ra rồi, đúng không ạ? Bác nào mà chưa có cái dòng cam 360 thông minh như thế này cho xe của mình, các bác hãy tới Akala các bác nhé.